sau ngày mưa bão thì cái cây này nó mưa to quá, nó nước không thoát kịp, cho nên là phải đặt xuống để cho nó thoát nước. Đây như các bạn thấy là giá thể mà trồng tốt, nó thoát nước tốt đấy. Trồng thoát nước tốt thì là dù mưa rất là to nhưng mà nước nó sẽ không đọng lại lâu, chỉ có một lúc là nó sẽ rút hết nước. Trường hợp mà nếu mà không rút được hết nước thì các bạn buộc phải nghiêng chậu đi, nghiêng chậu đi để cho nước nó thoát, nếu không cây nó bị úng lâu, nó thối rễ. Đây là số cây trồng giá thể như này, nhiều chấu cho nên thoát nước tốt, không sợ. Spirit này. Spirit gốc rất là to, già. Đây các bạn thấy vẫn tròn. Nói chung là sau đây đổ mấy cái cột thôi, hồng thì may là những cây hồng không xa, đổ không đổ vào cây hồng. Cây cối nói chung là đang hồi lại sau trận bão rất là mạnh. Cây Molinex có rất nhiều nụ,